Đây. Chỗ đi đi loanh quanh một lúc thì lại gặp mấy cây của anh Trung Dâu. Anh Trung Dâu đây. Thì gọi vào uống nước và quay phim tí. Đúng cái chỗ bonsai mini mình thích đây. Đó là anh Trung thì vào nhiều cây hay quá. Gặp toàn người quen. Anh em chợ ra này. Ô, có cây xanh hay quá. Cây làng hay quá. À, một số cây hoa giấy rất là hay. À, hoa giấy. Và ở trong kia là có cây vũ sữa. Bên này có một hàng sam núi rất là đẹp, bên xa một chiếc. Bên này cũng vậy, một số cây tiểu cảnh. Tiểu cảnh trên bên này. Đầu là con canh châu. Canh châu thì hôm có bày ở Vạn Phúc đây. Đấy. Không gian của đằng này thì tôi vừa quay một video về Tùng La Hán đằng này rồi. Rất là nhiều. Một cây to. Bây giờ sang đây. Ra đây thấy một con hoa giấy rất nghệ thuật rồi. Đấy. Bây giờ tí nữa đọc cả số bác Trung thì liên hệ luôn các bác nhá. Các bác xem video nhớ bật cái voi lên nhá. Bật cái tiếng lên nhá. Để biết số bác Trung nhá. Con hoa giấy đẹp quá anh Trung ơi. Con hoa giấy đẹp quá. À, anh đọc. Quên ra đây lấy cái số luôn, ông cứ hỏi nhiều lần. Đọc cái số ở đây, ông nào thích ra đây mà lấy. Đọc luôn số của anh đi. 09858 37 909. 909. Rồi, ông cứ hỏi đi hỏi lại, mình cứ phải gửi. Mình cứ phải gửi. Tí nữa cho luôn lên cả video ấy. Xem là bật tiếng lên mà biết số nhá. Cái hoa giấy là bao tiền anh nhỉ? Hỏi một tí. Hoa giấy là 22 triệu. 22 triệu. 22 triệu. Đẹp đấy. Giấy tím đây. 22 triệu. Đấy, một dãy sam núi em biết đây hay. Chia đây, con ý là hay nhất đây đấy. Về dòng sam núi sam trái đấy. Con này hôm trước thấy quay của chú ấy là Trương Trương đấy. Con này á? Không phải. Hôm trước là cây trà Phúc Kiến. Rồi. Sam núi mà lại sam núi trái. Đấy. Cây hoa giấy 22 triệu. Đấy. Bây giờ đi. Tôi cứ đi một vòng này. Bây giờ hỏi trước cái cây này các bác đi làm tiếp khách thì xin tiếp những cái cây còn lại. Cây còn lại hoa giấy để hơi cao là khó. Đấy. Quay cái ra. Đầu tiên là mở màn một cây hoa giấy cái đã, sau là đến bên này. Này thì canh châu. Cây canh châu. Châu không quay rồi. Đấy, cái canh châu à. Hay còn gọi là kim châu, tước mai. Cái lộc của nó đỏ lắm, thích lắm. Và cái mùa khi mà lá nó rụng nó chuyển thành màu đỏ rất là đẹp. Cái da của nó tím. Thích lắm, nhìn rất là tỗi, rất là mê. Có hoa có quả thế mới là gì vui. Lúc nào có điều kiện mà nhà to thì về con này về. Con này phèn đen này xanh nam điền. Nam điền xanh bám đá. Đấy.
Đá Thấm Thủy đây. Trang đỏ trên Đá Thấm Thủy đây. Ổi xanh. Hàng thứ hai là Linh Sam. Linh Sam đấy, con này có hòn đá khác này. Chuyến này chơi sành lắm, nhà to nhất Quốc Oai này. Mới chơi thôi, mới chơi. Mới chơi đang bảo anh lấy cả con danh danh này này. Đấy. Chơi đẹp luôn. Đấy. Đáng làng này. Đúng rồi. Chơi đẹp luôn. Đẹp đấy. Có cái khay cũng hay đấy. Nhờ. Rụt già hết rồi. Hay đấy. Việc chơi. Kiếm cái địa này của anh Nhật để cho vào. Đấy. Đây đẹp. Nói chung ở khu vực này là hợp lý nhất, đằng kia toàn cây to quá. Cây to, to quá. Đấy. Sáu bảy chơi một người bên nhé rồi và chờ nợ mất mạ đúng rồi bằng hai lên này con đá thế này bằng hai lên ngày nào thấy lại thi thoảng lại thấy kiểu thế đâm ra là mình bị yêu thương nhiều mà ghét bị ghét cũng nhiều. Đây, kênh Châu tiếp. Kênh Châu Bạch Phong này. Dạ, cái gì anh? À, toàn phôi anh ạ. Ừ, chưa có phôi nhưng mà nhìn có cái gốc xanh Nam Điền mà lùn lực chỉ cao thế này, gang tay thế này đấy. Nhưng mà nó to, phần nó to đúng bằng này này. Tay tay chân đến đâu rồi? Tay chân về cắt lại nó lòng bằng để gọi tay chốt thôi. Mà nó đòi cao quá. Nó chốt em là chuẩn và anh em chở nhau là chốt 8 triệu. Thì em không làm lấy. Cái từ năm đủ quay thì những người đá hơi nặng. Ý là không mình mà thương mại thì lấy nó hơi đắn đo. Đấy. Còn ví dụ như thương mại như thế là khó đấy. Bởi vì là giá đấy mà thì để đi đẩy đi thì khó cao hơn được. Giá nó cao. Mà vấn đề mình vẫn phải là về làm. Khó. Thương mại. Mà cái là về phải làm không phải là đấy. Chơi được luôn. Chơi được luôn thì là có thể là tăng lên một chút thì mình vẫn lấy. Đúng rồi. Về là cắt hết để được gói tay chốt này. Lấy cái cổ này. 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 Trái xịn luôn đấy. Ở chơi này hay dáng lão phải cụ lão nó có tuổi nó phải gầy. Anh mấy cây na ná này anh thích cái dáng này đúng không? Thấy mấy cây sơn liễu thứ đều đấy. Nói chung là nghệ thuật đấy. Nghệ thuật. Trái ngày Tết tiếc bày bàn sướng trái. Đấy. Ấm rồi. Giao dịch thành công rồi. Đấy. Giao dịch thành công. Đấy. Thế thì kể ra thì mình thích cái hàng như mạnh em. Em hàng ấy nhiều người thích không phải mình anh thích. Đấy. Mà ngược lại là mà nó cũng ít có bây giờ nó vào tay người ta bây giờ khó móc ra. Vào tay là coi như om hết.
bởi vì nó bởi vì nó phải ra hồn thì người ta mới cho ra. À, anh về nghiên cứu lấy gốc anh dành lấy đó. Nó là đồ chơi thì em bảo là anh lấy cái anh nghiên cứu nếu mà là... thích cây này về lấy để lên cái khay nước nữa không phải tưới mát. Chơi cái này nó hay đồ chơi luôn à. Toàn cái trưng bày ở trên nhà mình mang đi chơi đấy là hay quá tung ở mấy tác phẩm ba tác phẩm ba tác phẩm toàn tác phẩm là hay. Hôm nào đến nổ cho em phát. Quên vừa nãy có tiết lộ cái vụ nổ này bao nhiêu tiền không nhỉ? Thôi nhỉ, hay là nào? Bác chủ muốn tiết lộ. Giao dịch rồi. Thấy cầm nắm nhưng mà chả biết bao tiền. Mình cứ đi hỏi thôi. Trước chỗ trường có cái giờ dành dành bạn quay. Trường hôm trước không biết ở ngoài này có thì đi ra bạn Phúc. Làm một xe ô tô bạn Phúc. Toàn hàng sách tay Nhật chứ gì đấy. Trường là mới ở triển lãm Vincom về đấy. Vâng. Đi thẳng giạt khắp đâu. Nơi. À đây cái vũ sữa này là bao tiền anh nhỉ? Cái vũ sữa này của Dũng Dâu là 30 triệu. 30. Hàng miền Nam đây. Chắc cần đi qua đây đấy. Vâng, biết nè. Đấy, giao dịch cái mình cũng phấn khởi, cũng hỏi gì đâu. Hỏi thì thực tế mà nói nó cũng tham khảo đấy các bác. Chứ các bác ra đây mua thật thì giá nó sẽ tốt hơn. Họ biết mà cả giá nó sẽ tốt hơn. Đấy, bây giờ cứ đi lanh quanh mà cũng chả biết quay tập trung vào đâu. Đây là cái xoan nhỉ. Xoan đào, xoan tây ấy. Hồng ngọc mai rất là nhiều. Đấy. Hoa đẹp lắm. Mùa hoa đẹp, rực rỡ luôn. Cốt xi trong này là bao nhiêu anh nhỉ? Cốt xi trong này là bao nhiêu? Đây đây. Vâng. 30. Còn con này cũng mấy nhỉ? Cũng 30. Hỏi để anh em biết. Ra bác. Dũng Dâu ngồi với Trung Dâu. Ba chục. Ba chục. Ngoằn ngoèo quá nhỉ. Cốt thì không chê được rồi. Sữa này cũng 30. Alo. Vâng, anh à. Đang ở Mỹ Đình anh. Vâng, đang xem cây đây. Vừa mới đi làm về ra đấy luôn. Đang quay mấy phim cũng thấy mấy cây hay hay đấy, nó rộng quá, dài quá chưa đi được mấy, nó xa nó dài quá, mới đi được có một góc, vâng, nhiều cây lắm, ui thoải mái anh ạ, em vẫn quẳng xe máy ở ngoài này nhưng mà chỗ này rộng lắm,
thoải mái hơn Long Biên nhiều. Vâng, thế thì anh ra, em đang đứng chỗ Trung đây, thấy nhiều cây ở chỗ gần chỗ đoạn liên đoàn bóng đá. Vâng, em chuyên siêu tầm đá, gọi là thổi hồn vào đá, hồn đá nguyên bản là để làm người để không như này sống về nhà thì... xong ở đây thì là phải đặt một ông tượng rồi, hai ông đánh cờ hay là ông đọc sách cũng được. Người thổi hồn vào đá đây, cái phong cách của nó ấy. Vâng, thì cấy cho một lượt rêu ở đây nó đúng rồi như là thả nhìn nó khác ngay lên này như một bức tranh rêu này, các thứ cạnh cái rêu của mình. Xin phép quay mấy cây của bác tí nhé. Xì hay quá nhỉ. Cốt này đang có giá là bao nhiêu đây? 7 triệu. 17. 7 triệu. 7 thôi. Hợp lý quá. Vách viết tốt thế này cơ. Em ấy là em không chơi không dùng cái này. Đây mình đang ép nó xuống. À. Tại vì ba trước kia chủ kia nó cắt một thân đây rồi. À. Tiếc quá nhỉ, đúng rồi, cắt cái này quá đáng tiếc nhỉ, lệch mất cây, hơi lệch, không có độ sâu của cây. Đúng rồi, mình đang nhìn cái vách này mà lại lấy mất, này quá. Đẹp đấy, vào tay nghệ nhân như cây này cũng được đấy. Mặt nào cũng đẹp, chơi được hết. Mặt chính là mặt đấy. Mặt nào cốt, cũng cốt. Hay đấy. Một cốt rất đáng suy nghĩ, tiền hợp lý. Đá linh sang là bên đấy, đá đắt hàng như hàng mini này. Cái đầu ngon, bắt đầu ra mầm non thì nó sẽ ra hoa. Bên này sống gì để ra hoa ra quả? Này là nó sẽ ra hoa, nó khoảng tầm nửa tháng hoặc nữa. Hoa xong lại có quả đẹp, đỏ, chín đỏ, thích lắm. Hoa quanh năm gần. Thích. Cái này là cái này nó chuẩn giá là bao nhiêu? Nếu mà chuẩn giá thì em bớt cho anh 1 triệu, 8 triệu. 8 triệu. Đấy, anh cứ đi xem cả cái khu vực triển lãm này có mình tác phẩm này thôi. Cái này mình về mình giải một lượt rêu nó đặc sắc luôn, như tranh, các em, chơi như là bức tranh, cái này rộng bao nhiêu? 50 à? Đấy. Rồi, bây giờ làm gì bạn nhé? Con xanh làng này hay quá. Con làng này thì bao nhiêu ở đâu rồi? Cốt kiếc này. Nó đang bận. Nó ra sớm lên.
con đang ốm này mà mình cứ bỏ đi rồi. Như con này thì bao nhiêu tiền anh? Con lợn. Đấy. Con này của mình ạ. Con này 7 triệu. 7 triệu. Rất hay. Này rất hay. Rất hay. Cái con trên này thì bao nhiêu? Đấy, 25 triệu. À, 25 triệu. Nhưng mà cái con này lại xinh xinh hơn. Dạ. Rồi. Chân chết, khá đẹp. Mặt nào nó cũng như này. Đấy, có con biển đổ như ra màn. Bác ơi, con này bao tiền bác nhỉ? Hả? Con này bao tiền nhỉ? Cái này á? Rồi. Cái này 130 triệu. Đẹp quá. Còn con khế này? Khế này 65 triệu. 65 triệu. Hay quá. Hay quá. Con xanh hay quá. Tuy nhiên nó để... Xong rồi đem nước về đây. Vâng, kệ em. Đâu, Quấn cũng sắp ra đây đấy. Đuổi ở đây chơi. À, ông Quấn ông đang ra đây à? Vâng. Hỏi hai chim rồi. Thác đổ rất đẹp. Đang đồng tiền bát gạo này. Quá đẹp. Rồi, để sang khu vực khác các bác ạ.